Sao? Có chuyện gì? Tôi đã đồng ý thay anh lãnh nhiệm vụ thuyết phục khách hàng. Tôi muốn cho anh hiểu tình thế của tôi. Và đừng làm quá chuyện này lên. Cô nghĩ là tôi không thuyết phục được ông ta. Còn cô thì có năng lực, đúng không? Anh... Tại sao không? Một mình anh bất tài đủ rồi. Trong đầu anh cứ nghĩ ai cũng bất tài như anh à. Nè, Bình Minh nhờ tôi đưa cháu tới cho cô ăn. Bình Minh dặn là cô ráng ăn đi cho mau khỏi bệnh nghe. Trời, Bình Minh nấu nướng chi cho cực vậy không biết nữa. Em cảm ơn anh Phong nha. Có việc phát sinh, tôi không muốn tranh cãi về chuyện đó nữa. Vậy nha. Anh cảm ơn Bình Minh giùm em nha. Cảm ơn anh Phong. Chào cô. Đứng lại. Mày tiếp cận Hằng và bạn bè cổ có ý đồ gì? Anh nói gì tôi không hiểu. Anh biết tôi à? Không cần diễn kịch nữa. Tao đã điều tra mày rồi. Và nếu muốn, tao cũng có thể điều tra ra nhà mày ở đâu. Chắc mày cũng tốn không ít tiền cho đám thám tử để điều tra tao đúng không? Thám tử giỏi đó. Không sao, nếu đã lộ mặt thì chơi bài ngửa thôi. Mày tiếp cận Hằng làm gì? Tao nghĩ cứ nghèo vậy hoài thì không được. Mày kiếm ít tiền chứ. À, chắc tao phải bán bí mật này cho người có tiền. Hai chị phải chờ mày mua chuộc lại bí mật đó. Mà người có tiền là ai ta? À, anh trai nạn nhân. Mày nói cái gì? Hả? Mày làm gì có chứng cứ? Mày có tin tao đi tố cáo mày với công an vì cái tội mày tống tiền và vu khống tao không? Nè, sao mày biết tao không có chứng cứ? Hả? Mày muốn 2 tỷ đúng không? Cho tao thời gian đi. Ai nói mày là tao muốn 2 tỷ? Tao muốn 5 tỷ. Cái gì? Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng soi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương.